chấp ở chung cư đã và đang là vấn đề dân sinh nóng ở các thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân đến từ đâu? Thưa quý vị, trong tháng 7 vừa qua thì chúng tôi đã nhận được phản ánh có hơn 900 chữ ký về tình trạng xuống cấp của một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm phóng viên của đường dây nóng Chuyển động 24 giờ đã vào cuộc tìm hiểu. Những bức xúc sau đó đã được giải quyết, nhưng đây chỉ là một trong hàng chục những vụ lùm xùm tại các khu chung cư hiện nay. Tranh chấp ở chung cư đã, đang và sẽ là vấn đề dân sinh nóng ở các thành phố lớn, khi đây là nơi tập trung sinh sống của hàng chục triệu người thành thị. Chung cư khang trang, nhưng lại dán đầy băng rôn phản đối. Nhiều cư dân cho chúng tôi xem bằng chứng, thang máy chung cư bị rò rỉ, nước chảy như thác. Hộp phòng cháy chữa cháy trống không, không có thiết bị. Tại hầm để xe, hai trong số 4 đường ra bị rào chắn, khiến cư dân lo lắng, không có lối thoát khi hỏa hoạn. Tất cả những cái như này thì anh thấy đang thấy được phá lại hết. Dạ. Thì nếu mà xảy ra sự cố thì em nghĩ là cư dân sẽ không phản ứng kịp để bảo vệ tài sản của mình, như là di dời tài sản ô tô, xe máy của cư dân ra ngoài, thậm chí tính mạng của cư dân. Vệ sinh thì không được sạch sẽ, hay là phòng cháy chữa cháy thì không được bảo trì, hay là chất lượng an ninh thì nó cũng không được đảm bảo. Đấy, thì cư dân mới bắt đầu lên tiếng và phải kêu gọi cùng nhau. Nó rất là mất thời gian luôn, cho nên thực sự không ai muốn cả. Nhưng mà đây là cái điều tất yếu xảy ra khi mà cái chất lượng vận hành nó càng ngày càng đi xuống rồi. Chung cư này có hơn 1.700 căn hộ. Hầu hết các hộ dân đã đồng lòng yêu cầu ban quản trị từ nhiệm để bầu ban quản trị mới. Họ cho rằng ban quản trị cũ đã không làm tròn nhiệm vụ, quản lý hơn 60 tỷ tiền quỹ bảo trì thiếu hiệu quả, khiến chung cư ngày càng xuống cấp. Vấn đề này thì nó là vấn đề nhạy cảm, tại vì cư dân người ta quan tâm đến cái quyền lợi của người ta. Thì vấn đề ở đây là tất cả những cái nội dung này có quy định của pháp luật hết. Nhưng mà vấn đề là cư dân khi mà tiếp cận cái pháp luật ấy, thì nó chưa có đầy đủ. Thì với phía trách nhiệm của chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tuyên truyền đầy đủ các cái thông tin để người dân nắm và thực hiện cái quyền của mình. Sau 5 tháng đấu tranh của cư dân, ngày 30 tháng 7, chính quyền địa phương đã tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường. Tại đây, toàn bộ ban quản trị cũ đã từ nhiệm. Cư dân bầu ra ban quản trị mới với hy vọng sẽ quản lý chung cư tốt hơn. Theo đại diện chính quyền địa phương, quá trình thành lập ban quản trị đầu tiên ở các chung cư dân thường ít quan tâm và thiếu thông tin để bầu cử. Khi xảy ra mâu thuẫn, mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều chung cư trên địa bàn. Cảnh báo cho cư dân biết là hiện giờ là có những cái nhóm lợi ích họ đến họ mua chung cư tại vị trí này và họ vận động để vào ban quản trị thực hiện những cái quyền của ban quản trị như là quá bán đi. Để họ thực hiện chi cái quỹ bảo trì chung cư thì cư dân phải cảnh giác trong quá trình này để mà bảo vệ cái quyền của mình. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 1.000 chung cư phải thành lập ban quản trị, nhưng vẫn còn gần 200 chung cư chưa thành lập được ban quản trị theo luật định. Hơn 40 chung cư còn đang tranh chấp quỹ bảo trì, tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn khiến các sở ngành, chính quyền địa phương phải mất rất nhiều nguồn lực để giải quyết.